Ok, xin chào các bạn, và trong video này thì Sơn sẽ hướng dẫn cho bạn về cách làm Clickbank dành cho những người mới bắt đầu năm 2019. Và đây là cái cách mà giúp cho các bạn có thể làm trên YouTube mới nhất. Đó, thì trong cái video này thì Sơn sẽ hướng dẫn step by step cho ai cũng có thể làm được, và cách tốt nhất để chúng ta có thể kiếm tiền năm 2019 dành cho những người mới bắt đầu. Và trong video này là một video hoàn toàn mới, để giúp cho các bạn có thể phát triển được trên kênh YouTube, đúng không nào? Thì trong video này Sơn sẽ hướng dẫn rất là kỹ càng để cho bạn làm từng bước một, đúng không? Và các bạn hãy chú ý xem thật là kỹ từng bước một video. Nếu như bạn thấy video này có giá trị, ý nghĩa thì đừng quên bấm vào nút like video, đúng không? Và subscribe kênh YouTube để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới nha. Và cái bước đầu tiên khi mà chúng ta làm với Clickbank đó các bạn, thì chúng ta cần phải lựa chọn ra một cái sản phẩm để mình quảng bá được. Thì trong những video trước thì Sơn đã hướng dẫn rất là kỹ để làm sao chúng ta lựa chọn ra được một cái sản phẩm tốt ở trên Clickbank, đúng không nào? Thì bây giờ là chúng ta thử lựa chọn một cái sản phẩm đầu tiên, ví dụ là chúng ta đang làm về chủ đề về keto diet, đúng không nào? Thì trong những video sau thì Sơn sẽ thử cho các bạn một vài ngách khác. Tuy nhiên rằng thời gian này thì chúng ta đang đi với keto diet thì chúng ta sẽ đi xuyên suốt luôn. Sau khi mà chúng ta lựa được ra một sản phẩm rồi thì các bạn đừng quên là chúng ta cần phải lấy một cái hốp link affiliate để chúng ta rút gọn cái đường link này đi. Nhiều bạn lại không có lấy cái hốp link và lấy thẳng cái đường link của cái trang bán hàng như vậy, thì nhiều khi khách hàng người ta vào người ta mua thông qua cái đường link mà các bạn quảng bá đó thì các bạn lại không có được tiền hoa hồng. Thì cái điều đó rất đáng tiếc nha. Ok, thì bây giờ chúng ta vào để chúng ta tìm hiểu luôn ở đây. Và đây là kênh YouTube của Sơn, thì có rất là nhiều những video có sẵn rồi, thì các bạn đừng quên vào những video trước để mình có thể học hỏi được thêm nha các bạn. Ok, thì bây giờ là Sơn đang vào cái tài khoản Clickbank mới của Sơn đây. Đây Sơn PS, mà Sơn sẽ lấy cái tài khoản này để demo cho các bạn nhìn thấy cái cách làm từ trước đến giờ. Và đây là tài khoản mới hoàn toàn và chưa có bất kỳ một sale nào. Thì thời gian hôm qua đấy thì mình bắt đầu là có 8 cái đường bấm vào đường link ở đây. Đấy thì đây là cái Instagram mà mình đang xây dựng ở chỗ này. Thì đây là cái chủ đề mà mình đang xây dựng về keto, về nấu ăn, về những cái cách làm sao đó để có giảm cân được qua cái thực đơn này. Đây thì bây giờ chúng ta hãy vào cái mục là Marketplace. Thì khi mà chúng ta vào mục Marketplace rồi thì có rất là nhiều những cái sản phẩm ở trong ngách ở đây. Thì các bạn có thể lựa chọn vào đúng cái sản phẩm mà mình thích. Mình thích sản phẩm nào, mình thích ngách nào thì mình lựa chọn ở đấy. Thì bây giờ là chúng ta đang demo ở trong Keto Resource. Đấy, thì 28 ngày giảm cân cùng với cả thực đơn Keto, đúng không nào? Thì đây các bạn nhé, các bạn đừng quên là chúng ta cần phải lấy cái đường link affiliate của chúng ta, bấm vào phần promote ở đây. Đấy, sau đó là chúng ta sẽ create a hope link, và sau đó thì chúng ta lấy cái bấm vào đây rồi thì chúng ta sẽ có một cái đường link, thì chúng ta copy cái đường link này và chúng ta đi quảng bá cái đường link. Tuy nhiên rằng các bạn hãy nhớ rằng chúng ta làm thêm một bước nhỏ nữa, đó là chúng ta hãy vào bit.ly đó, bit.ly nha, và bit.ly để chúng ta rút gọn cái đường link đó đi. Làm sao cho nó nhìn nó ngắn gọn và cho nó đẹp mắt hơn. Và thậm chí nếu như bạn đã login vào bằng cái tài khoản Gmail của chúng ta đó, Gmail á, hãy nhớ là login vào bằng tài khoản đăng ký, login vào thì các bạn sẽ được đổi tên cái đường link đó đi, và nó rất là ngắn gọn và nó đẹp hơn, nó có ý nghĩa hơn. Ví dụ bạn có thể đổi tên là bit.ly gạch chéo, bit.ly này gạch chéo 28 days keto chẳng hạn, ví dụ như vậy. Đấy thì các bạn nó sẽ có thể đổi cái tên đường link được. Hãy nhớ như vậy nha. Đó, thì cái bước 1 và bước 2 là rất quan trọng đấy, các bạn hãy nhớ làm cái điều này. Sau đó chúng ta mới đi qua bước số 3, thì đây mới chính là cái bí mật trong cái video này mà tôi muốn hướng dẫn cho bạn cách để làm sao đó chúng ta có thể sử dụng YouTube để chúng ta có thể phát triển được lên. Thì đừng quên bấm một nút like video, không hoặc comment phía bên dưới là bạn cảm ơn Sơn chẳng hạn. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tới bước số 3 ở đây, đó là chúng ta sẽ phát triển với cái kênh YouTube như thế nào. Thì bây giờ Sơn sẽ chia sẻ với các bạn đó là cái nguồn video mà mình có thể post lên trên cái YouTube, và đây là cái phần là đơn giản nha. Phần 2 nó sẽ bá đạo hơn rất là nhiều và hướng dẫn cho các bạn nó làm sao đó trong vòng 5 phút thôi mà chúng ta có thể tạo được một cái video mới hoàn toàn, từ cái bước là chúng ta tìm được một cái nội dung bằng tiếng Anh. Sau đó thì chúng ta có thể là sản xuất được một video mà trong cái video này tuyệt vời hơn, đó là nó nói bằng giọng tiếng Anh luôn.
giọng bằng tiếng Anh, giọng bằng giọng Mỹ, chúng ta đều có thể lựa chọn được cái tùy giọng khác nhau. Sau đó là nó tự chèn cho chúng ta là đoạn nhạc nền, và tiếp theo nữa là nó sẽ có hình ảnh nó chạy và có chữ nó chạy. Đồng thời như vậy là một video rất đẹp, rất chuyên nghiệp. Thì trong cái phần số 2, đây là phần số 1, thì phần số 2 thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết hơn về cách để làm sao đó để chúng ta có thể là post cái chúng ta có thể tạo ra một cái video content rất đẹp mắt. Và bên cạnh đó thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm sao đó chúng ta có thể đăng cái video lên trên YouTube chuẩn SEO. Các bạn muốn học điều này không nào? Sơn sẽ hướng dẫn cho bạn cách để làm sao đó để bạn có thể phát triển cái kênh YouTube của mình lên mà có hàng chục nghìn lượt xem ở trên YouTube, bằng cái cách mà chúng ta đặt tiêu đề, đặt mô tả, đặt thẻ tag ra làm sao chúng ta sẽ nghiên cứu được đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Ok, các bạn muốn học điều này không nào? Thì chúng ta hãy chờ ở phần số 2 nhé. Đấy, thì chúng ta hãy follow trên kênh YouTube Sơn PS của Sơn, bấm vào nút hình quả chuông để được nhận những video mới nhất. Thì trong video này thì Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn một cách làm easy thôi, rất đơn giản, đó là chúng ta hãy sử dụng những cái video từ những người vendor. Đó, những người vendor ở đây có nghĩa là những cái người mà họ đang bán cái sản phẩm đó đó, thì chúng ta lấy cái sản phẩm, lấy cái video của họ và chúng ta đăng ngược lên ở trên cái kênh YouTube view nhá. Giả sử đi, bây giờ cái chủ đề mà cái kênh sản phẩm của chúng ta đang lựa chọn, cái ngách mà chúng ta đang lựa chọn đó, ví dụ như bây giờ chúng ta lựa chọn là ngách giảm cân đi chẳng hạn, thì chúng ta có thể lựa chọn tất cả những xem tất cả những ai trong cái thị trường giảm cân này họ đang có cái video. Ví dụ như bây giờ này, chúng ta có thể vào bên trong cái kênh của họ đúng không nào, xem những ai đang có video thì chúng ta hãy tải cái video về. À thì tải video thì đơn giản thôi đúng không nào. À ví dụ như cái trang này thì nó không có nhá. Thì bây giờ cái cách mà chúng ta lấy này, chúng ta bấm vào cái phần là affiliate pay đây, affiliate pay đây, thì chắc chắn họ sẽ có một cái video dành cho chúng ta. Thì chúng ta hãy lấy cái video đó về. Ok rồi, thì bây giờ là Sơn bấm vào đây nha. À bấm vào rồi đúng không? Rồi thì bây giờ mình sẽ kéo xuống dưới, kéo xuống dưới, chắc chắn là nó sẽ có cái phần hỗ trợ để chúng ta lấy cái video đó về nhá. Rồi, à đây là cái sao bay, sorry các bạn, đây chúng ta bấm vào đây thì chúng ta kéo xuống dưới và sau đó chúng ta chọn vào chế độ là VSL, có nghĩa là Video Sales Letter. Rồi thì chúng ta sẽ tạo được một cái mã hoplink, ví dụ như là bây giờ cái tài khoản Clickbank của Sơn là Sơn PS nhá. Sau đó Sơn sẽ tạo một cái mã hoplink, sau đó thì Sơn sẽ truy cập cái này, truy cập cái này, thì trong này chắc chắn nó sẽ có một cái video. Và các bạn nhớ là chúng ta sử dụng cái trình duyệt cốc cốc của các bạn, thì nó sẽ có cái phần là nó sẽ tải cái video về cho chúng ta đúng không? Ok, thì bây giờ là chúng ta sử dụng đây là cốc cốc, sau đó chúng ta bấm vào phần tải xuống này các bạn, tải xuống nhá, tải xuống thì nó sẽ ra cho chúng ta cái video ở đây. Sau đó là chúng ta re-up ngược cái video này và chúng ta đăng lên trên kênh YouTube của mình. Đấy thì để có cái kênh YouTube thì các bạn cần phải tạo cái kênh YouTube đi. Đấy, và sau đó thì có cái video này chúng ta up ngược lên trên đấy. Rồi, thì bây giờ này, đây là What video makes nha the các bạn. difference between people who succeed and Rồi. fail on the keto diet? Đó. She tried and you'll get a handy keto Ok. food pyramid with shopping list. Rồi, thì đây Last chính là but cái not video least, của nhà you'll get cung cấp. Họ cung cấp sẵn cho chúng ta cái video ở đây rồi. Đây thì ví dụ như bây giờ Sơn sẽ vào thử cái số 2 nhá, xem ông này ông có video không. Ở trước mắt thì ở đây thì mình chưa thấy ông ấy có cái video đúng không? Rồi, ok. Chưa có thì mình bỏ qua. Còn nếu mà không ấy, thì mình hãy vào cái phần đó là vào một vài, các bạn hãy tìm kiếm thêm nhá không? Chắc chắn là nó sẽ có một cái video ở đâu đó và nó để ở trong cái phần đó là dành cho những người làm affiliate đó các bạn. Nên hãy coi đây này. Những cái trang nào á, mà họ có trang hỗ trợ cho nhà cho người làm affiliate á. Đây thử xem nhá, đây cái link đây này, đây xem rằng nếu họ có video thì chúng ta tải cái video của họ lên và chúng ta up lên trên YouTube. Thì trong cái phần này thì Sơn đang hướng dẫn cho các bạn để chúng ta lấy cái nguồn video đâu để chúng ta đăng lên. Thường là chúng ta bị bí ý tưởng đúng không, chúng ta không biết lấy video đâu hết. Ok thì bây giờ Sơn chỉ cho các bạn lấy video, chúng ta lấy một cái video của họ xem. Còn nếu như ở chả giả hạn chả, chả ví dụ như ông này ông không có video đi thì chúng ta sẽ qua cái video khác. Ở đây các bạn thấy không nè, ví dụ như bây giờ mình search cái từ video thì nó sẽ ra được nhiều cái hơn. Đây ông này ông có một cái video này, rồi rồi xong đó mình ok ông này chỉ có một cái video thôi. Thì bây giờ là cái phần này đó là chính cái là cái phần video của ông. Sau đó thì chúng ta lại làm cái bước tương tự như vậy, chúng ta tải cái video này về xong chúng ta upload lên trên kênh YouTube. Đó, và chúng ta SEO cái từ khóa đó theo tiêu đề, mô tả, thẻ tag, hashtag. Ok rồi, đấy thì có một cái video như vậy rồi. Hi, it's Jeff Anderson, and the strange fat burning secret I'm about to share with you Ok chưa các bạn? actually started Rồi out as just a scientific rồi tắt lại đi nhá, nó curiosity. nói này.
Ok, thì tiếp tục như vậy lại kéo xuống. Bất kỳ ông nào chắc chắn ông cũng sẽ có một cái video. Thì nếu như các bạn làm, các bạn sẽ biết cách tìm thôi. Ví dụ như bây giờ này chúng ta vào cái phần này đúng không? Đấy. Nhớ vào cái phần này đó là affiliate pay, có nghĩa là nó dành cho những người làm affiliate đó các bạn. Thì trong này nó sẽ có nhiều cái tài nguyên hơn là cái mặc định nó có sẵn. Đó, mình bấm cập trên app xong bấm video. À ông nào không có video. Thôi, không có video thôi, được không các bạn? Không có video thôi thì mình lại tiếp tục, có mình lại làm việc với những ông khác đấy. Ví dụ như bây giờ mình kéo xuống ông khác đi chẳng hạn, kéo những ông khác xem ông nào không có video thì mình sẽ tải cái video của ông về, còn ông không có thì thôi. Đấy thì các bạn đã hình dung được cái cách để làm sao đó để chúng ta tạo ra được một cái nguồn video đúng không nào? Thì cứ mỗi một ngách như vậy, ví dụ là về ngách giảm cân hay là ngách về keto thì chúng ta đã có khoảng chục cái video rồi. Sau đó chúng ta đăng cái video này lên trên kênh YouTube, nhưng thì chúng ta cần nó phải có một cái bước tối ưu hóa về mặt chuẩn SEO nữa đúng không nào? Đây thì ông này ông có một cái video nha các bạn. À xin lỗi không phải. Đây thì bây giờ chúng ta thử kéo xuống. Còn nếu như các bạn hãy nhớ nha, không có video thì chúng ta hãy vào cái phần đó, chúng ta hãy tìm. Thường đó là cái phần dành cho người làm affiliate đó, thì nó sẽ ở phía bên dưới này này. Đấy. Dành cho người làm affiliate đó thì chúng ta phải biết tìm. Thì chắc chắn đó, nó sẽ có một cái video ẩn ở đâu đó. Nó sẽ có một cái video ẩn ở đâu đó để chúng ta tìm được cái video đó. Đây. Thử gõ xem nha, video. Ok, ông này không có thì thôi, đúng không nào? Không có thì thôi. Ok. Không có video. Rồi, mình sẽ ra ông khác. Rồi. Đây. Ông này có video này các bạn. Đấy, thấy không? Đấy, thậm chí ông này là một kênh YouTube luôn. Đây. Thì đây là video của nhà cung cấp nên đôi khi đó, chúng ta lấy về thì nó cũng không ảnh hưởng gì đâu các bạn. Đấy. Có 152.000 lượt xem này các bạn, thấy chưa? Video có 152.000 lượt xem. Và nó có rất là nhiều video khác nhau nữa. Thì cái video này chúng ta tải về, chúng ta re-up video của ông, chúng ta đưa ngược lên trên kênh YouTube, của mình. Thì cái cách mà chúng ta làm đây này, khi mà các bạn đã đưa cái video lên kênh YouTube rồi thì cái bước tiếp theo chúng ta làm gì? Rất quan trọng nha. Ở phía phần dưới mô tả đây này. Đây này, ông này ông không viết mô tả, ông này rất là dở. Đấy, phần dưới mô tả này thì bắt đầu là chúng ta hãy viết cái phần mô tả khoảng 2 dòng. Sau đó chúng ta đặt cái đường link affiliate của chúng ta vào trong đấy. Thì khi mà cái người xem á, người ta xem video của chúng ta đúng không? Sau đó có cái tỷ lệ á, người ta sẽ vào bấm vào đường link của chúng ta. Bạn hình dung mà xem, bây giờ Sơn giúp cho các bạn nó tạo ra một kênh YouTube có 10.000 lượt xem đi. Thì có phải là tỷ lệ nó cũng sẽ bấm vào đường link để nó mua hàng đúng không? Ok chưa nào? Đấy, các bạn đã hiểu cái ý tưởng chưa? Rồi, tiếp theo này. Hãy nhớ là đặt hop link ở phần mô tả nha các bạn, hop link nhớ nhớ. Không? Nhiều bạn này không 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 làm này thì chúng ta không bán được hàng. Rồi. Sau đó chúng ta tới cái bước số 4 nhá. Bước số 4 ở đây. Cái cách nào? Rồi, thì bước số 4 đây là chúng ta tìm những cái người mà làm trong ngách của chúng ta và xem cái kênh của họ họ phát triển như thế nào. Mình học cái cách họ làm nữa các bạn. Hãy tìm ra được những cái người họ đang làm trong cái kênh đó. Xem họ làm phát triển như nào. Ví dụ nhá, bây giờ chúng ta đi một cái từ khóa là keto. Keto đây. Đấy. Thì bây giờ là chúng ta hãy xem những cái người mà làm trong cái ngách, xem họ đang làm như thế nào. Thì bây giờ là giả sử đây là Sơn search cái từ khóa này nó ra tiếng Anh, tiếng Việt đấy, ra tiếng Việt đấy. Thì bây giờ là chúng ta có thể là search một vài những cái ông nó bằng tiếng Anh đấy, thì mình mới ra được cái từ đúng không nào. Thì nó có một cái phần chọn nữa các bạn, phần chọn là chúng ta sẽ làm với cả bên tiếng Anh thôi, không có tìm một từ khóa tiếng Việt. Hoặc là bây giờ mình tìm thử cái từ khóa tiếng Anh luôn, ví dụ keto receipt này chẳng hạn, là chắc chắn nó sẽ ra tiếng Anh đúng không? Thì bây giờ này các bạn hãy tìm ra xem những cái trang lớn ở đây, ví dụ như bây giờ mình hãy tìm xem những trang lớn, xem họ đặt cái tiêu đề như thế nào và video nào có nhiều người xem, thì chúng ta đặt cái tiêu đề mô tả thẻ tag giống như của họ. Ok, thì trong cái video tiếp theo á, bạn nhìn này, video này 11.000 lượt xem nhá. Rồi, 11.000 đăng ký nhá. Chúng ta bấm vào phần phổ biến nhất này các bạn, phổ biến nhất nhá. Sau đó này chúng ta hãy tìm này, ở đây có video 281.000 lượt xem này, 214.000 lượt xem này. Thì cái cách đơn giản thôi các bạn. Các bạn hãy vào xem này, nội dung không quan trọng nha. Xin chào. Chúng ta mình sẽ là chưa quan trọng là họ làm nội dung gì. Thì bây giờ chúng ta hãy xem rằng cái tiêu đề họ làm là gì. Rồi cái mô tả họ viết gì. Và cái đường link ở đây thì chúng ta là cái đường link chúng ta chèn vào để chúng ta bán cái sản phẩm của mình rồi đúng không nào? Tương tự như vậy là chúng ta lại tìm tiếp ở bên ông này. Thì ông ấy làm là cái là 18 cái thực đơn keto và giảm chất xơ, ok. Đấy thì mình cũng không giỏi tiếng Anh cho lắm đấy, mình vẫn có thể dịch tạm thời như vậy đấy. Thì ở đây là phần mô tả này các bạn. Rồi thì bây giờ có thể là chúng ta hãy tận dụng cái mô tả của họ, chúng ta hãy sửa đi một chút, xong chúng ta đăng lên cái video của chúng ta, ok không các bạn? Nhớ, nhưng mà trong cái phần này chúng ta không re-up video của những người này nha các bạn. Trong video sau
Thì phần 2 á, phần 2 thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm sao đó để các bạn có thể tạo được một cái video chuẩn chỉnh. Đấy, thì nếu như các bạn đã hóng cái video này thì các bạn hãy comment là tôi hóng phần 2 nha, để tôi biết được xem các bạn có đồng ý ủng hộ hay không. Thì thời gian gần đây thì tôi cũng khá là bận và mình không có thời gian để mình làm nữa, bởi vì thứ nhất là Sơn đang có chương trình đào tạo cho anh em ở trong học viện Clipbank chuyên sâu. Thứ hai á lại phải làm demo cho các bạn nữa. Đấy, đây là cái tài khoản, nó đâu phải là tài khoản thật của Sơn đâu. Sơn đang demo cho các bạn để các bạn nhìn thấy được từ A đến Z. Nên nó nhiều khi phải demo, thứ nhất demo về Instagram, không? Sau đó demo về Pinterest lại từ đầu. Sau đó demo thêm một kênh nữa về YouTube. Nên nó nhiều khi các bạn phải thông cảm, không? Sơn không có quá nhiều thời gian, không? Cố gắng nỗ lực hết sức mình, không? Để cứ khoảng 1-2 ngày là mình có một video mới mình ra mắt. Mà các bạn thấy đấy, video gần đây là Sơn làm chất lượng đúng không? Mình đã làm một video khoảng 15-20 phút trở lên không à? Nên nó mất khá là nhiều cái thời gian của chúng ta. Đấy, thì các bạn nhớ ủng hộ Sơn. Và các bạn nếu như các bạn đã hóng phần 2 thì comment là tôi hóng phần 2 nhá. Rồi, thì cái phần ở đây này, các bạn hãy đi tìm ra những cái người mà làm trong ngách của chúng ta, mà cái kênh họ phát triển lớn á. Thì chúng ta học họ cái cách họ viết tiêu đề, cái cách mà họ viết cái mô tả, à, cái cách mà họ sử dụng thẻ tag. Thì trong video sau Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao đó chúng ta tạo ra một cái video chuẩn chỉnh này, và cách làm sao đó chúng ta đăng video nó lên chuẩn SEO, hướng dẫn step by step. Thì các bạn có hóng điều này không? Ok, thì cái cách mà họ sử dụng hashtag như thế nào để cái video của họ lên được top, có nhiều người xem. Bạn hình dung video của bạn có 10.000 người xem thôi, các bạn bán được rất nhiều hàng rồi nhá. Ok, rồi tiếp theo là chúng ta tối ưu cái danh sách phát làm sao, cái cách làm sao chúng ta chia sẻ lên kênh Facebook và các group. À, ok chưa nào? Thì cái chủ đề này rất thú vị. Sơn nghĩ là chắc nó phải là lên tới 3 phần nữa các bạn. Phần 2 là tạo video và phần 3 là cách để upload video lên chuẩn SEO đó. Thì các bạn nhớ ủng hộ cái kênh YouTube của Sơn nha. Và mình đừng quên này, đừng quên này, đừng quên đăng ký kênh YouTube nha. Và chia sẻ video này cho tới 3 người. Hãy nhớ nha. Liên tục các bạn nhớ giúp Sơn một điều là các bạn hãy chia sẻ tới cho 3 người để nhận những video mới nhất trong thời gian tới, và bên cạnh đó thì cũng ủng hộ Sơn nữa để Sơn có được nhiều người xem ở trên kênh YouTube. Thì lúc đó cũng là cái phần nó động lực lớn đó các bạn. Kênh YouTube của Sơn thì Sơn không bật kiếm tiền nữa các bạn, mình không kiếm tiền từ YouTube đâu, nhưng mình muốn cái video của mình khi mình post lên có nhiều người quan tâm đó. Cái điều đó nó vui lắm các bạn, giúp được cho nhiều người. Ok rồi, thì video này thì mình sẽ chia sẻ tới đây thôi đó. Thì các bạn khi mà các bạn đăng lên Facebook cá nhân, các bạn nhớ sử dụng cái hashtag này nha các bạn. Đấy, cái hashtag này Sơn PS này, hoặc là Nguyễn Tục Sơn này, hoặc Clickbank 2019 này, hoặc là học Clickbank cùng Sơn PS. Để khi mà các bạn đăng cái video lên, nó đăng cái bài lên, các bạn chia sẻ cái video này lên trên Facebook á, thì lúc đó Sơn sẽ nhìn thấy được cái bài viết của các bạn trên Facebook. Thì cái điều này là Sơn đang nhờ sự hỗ trợ của bạn nha. Có thể đâu đó thì các bạn hãy gửi vào cái Facebook cá nhân Messenger cho những ai quan tâm về những cái chủ đề mà Sơn đang chia sẻ về hướng dẫn kiếm tiền trên Clickbank 2019. Đó, những cái điều này thì Sơn đang hướng dẫn một cách rất là nhiệt tình và tận tình. Ok. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Sơn tới đây, và chúng ta sẽ còn hẹn gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Bye bye.